99% con người đang ngồi sai cách. Loài vật ngồi đúng cách nhất chính là loài mèo. Mèo á, chúng ta nên học cách ngồi như loài mèo. Bây giờ hãy cúi người, khom lưng, co chân lại và cuộn tròn như con mèo. Đùa thôi, bố ai mà ngồi thế được. Để ngồi đúng cách, chúng ta cần một cây gối. Sau đó bạn hãy đặt cây gối lên đầu. Chôn Việt Nam. Được rồi, lần này nghiêm túc này. Để ngồi đúng cách, bạn phải đảm bảo rằng lưng thẳng, chân đặt trên mặt đất, ngồi yên và thoải mái. Thế còn cái gối này để làm gì? Cái gối gì cơ? À đúng rồi, cái gối là vô cùng quan trọng, nhưng mà không cần thiết. Mẹ cha mày, bởi vì đã có ghế gấp thông minh, cực kỳ tiện lợi, dễ dàng sử dụng, dễ dàng mang theo. Ồ, ổn đấy. Nhưng mà sản phẩm này chúng tôi không bán. Ê, làm gì vậy? Tôi làm mẫu một lần thôi nha. Ủa gì vậy? Ờ, cái gì đấy? Bình tĩnh nào. Đây là cách uống nước ngọt đỉnh cao nhất. Đầu tiên hãy cho thêm một ít sữa đặc vào. Nhưng phải lấy sữa từ một người đàn ông. Ý tôi là sữa ông thọ ấy, nhưng tôi không có sữa ông thọ. Nếu bạn dùng loại sữa khác thì cũng không sao. Ngọt vãi à? Tất nhiên rồi, ngọt cộng ngọt bằng hai ngọt. Để giảm bớt độ ngọt, chúng ta sẽ vắt thêm một ít chanh. Được đấy. Tiên sư thằng dẫn chương trình, mày lừa tao, bạn bị tiêu chảy, đã có live spore, đường ruột khỏe mạnh, ô sầu vụt bay. Lại còn quảng cáo nữa. Ngay lúc này, cơ thể bạn đang thiếu nước trầm trọng, bị tiêu chảy thì chảy thiếu nước. Đừng lo, đã có T-Spot điện giải bổ sung, nạp nước nhanh chóng. Mày, ái chà, có vẻ đường ruột của bạn đang gặp vấn đề. Nhưng đừng lo, bởi vì đã có sữa chua. Đây là Lơ có một trái thanh long. Lơ định cắt đôi trái thanh long, nhưng Lơ phát hiện ra đây mới là cách ăn thanh long đúng. Lơ rất thán phục, liền bắt chước theo cách ăn này. Hầu hết chúng ta đang ăn chuối sai cách. Loài vật ăn chuối đúng cách nhất là loài khỉ. Loài khỉ sẽ ăn luôn vỏ chuối, vì vỏ chuối chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Đúng như dự đoán, kiểu gì cũng có thằng ngu làm theo. Mọi người thường bóc chuối từ cuống xuống, nhưng không, phải bóc theo chiều ngược lại. Tại sao lại như vậy? Tại vì nếu bạn bóc từ cuống xuống thì sẽ rất dễ bóc. Được rồi, nghiêm túc này, bạn hãy bóc vỏ chuối ra. Sau khi tắt được vỏ chuối, chúng ta sẽ ăn vỏ chuối. Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Bình tĩnh, để tôi giải thích. Mày giải thích đi. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta không ăn vỏ chuối. Thằng ngu nào vứt vỏ chuối đây? Vì vậy tốt nhất là ăn luôn vỏ chuối, vừa không gây nguy hiểm cho xã hội, vừa bổ dưỡng. Cũng đúng nhở. Chưa hết, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ăn vỏ chuối sẽ giúp giảm cân. Ồ, thật sao? Bởi vì sau khi ăn vỏ chuối, bạn sẽ không còn muốn ăn chuối nữa. Yêu đơn phương giống như tự đái vào chân mình vậy. Người ngoài thấy mình ngu, nhưng bản thân lại thấy ấm. Ừ, tôi hiểu, nhưng sao ông lại đái vào chân tôi? Tôi xin lỗi, cây láp của tôi hơi vẹo tí. Sao cây láp của ông lại bị vẹo? Vì tôi hay nằm nghiêng, nên nó cũng nghiêng theo. Tại sao ông lại nằm nghiêng? Tại vì tôi không có người yêu. Thế thì liên quan gì? Vì không có ai ôm, nên tôi phải nằm nghiêng ôm gối cho đỡ buồn. Sao ông không quay sang bên kia, để cây láp hướng vào bồn? Ừ nhỉ, có lý. Chào ông, xin lỗi ông, cây láp của tôi bị vẹo, tôi nghe hết rồi. Tay ông làm sao thế? Tay tôi bị hoại tử, nên phải bỏ đi. Sao tay ông lại bị hoại tử? Tại vì tôi hay nằm nghiêng. Thế thì liên quan gì? Vì nằm nghiêng nên máu không lưu thông xuống cánh tay được. Thế làm sao mà ông kéo khóa quần xuống được, lại còn móc được cả cây láp ra? Ông kia giúp tôi. Ông xong chưa? Tôi xong rồi, để tôi vẫy giúp ông nhé. Ông thật là tử tế.
Alo, alo, anh là thợ sửa bếp ga đúng không? Không, tôi là lập trình viên, anh gọi nhầm số rồi. Bếp ga nhà tôi cứ kêu tạch tạch là bị sao ấy nhở? Hả? Có thể là do van ga bị nóng rồi. Nhưng mà tôi không phải thợ sửa bếp ga. Không phải do van ga đâu, tôi khóa chặt van rồi mà. Có khi do bình hết ga rồi. Đã bảo là tôi không phải thợ sửa bếp ga. Bình ga tôi mới thay tuần trước, hết làm sao được. Thế chắc là do cái đánh lửa. Anh kiểm tra xem có tia lửa không? Vẫn có tia lửa, nhưng lửa không cháy đều. Thế anh thử vặn nút điều chỉnh ga xem sao. Nhưng mà tôi là lập trình viên mà. Ui, bếp tắt hẳn luôn rồi. Làm sao bây giờ? Anh kiểm tra dây dẫn ga xem có bị lỏng không. À, đúng rồi, cái dây bị lỏng. Anh đúng là giỏi thật đấy. Vâng, mừng cho anh. Anh gửi tôi số tài khoản để tôi chuyển tiền. Đã bảo là tôi không phải thợ sửa bếp ga. À, anh dùng Momo số này luôn phải không? Ui giời ơi, tôi là lập trình viên. Lần sau bếp ga hỏng, anh cứ gọi cho tôi nhá. Vâng vâng. Hay mình nghỉ việc mẹ nó nhỉ? Hình như đúng địa chỉ rồi này. Bác ơi, bọn cháu đến xem phòng ạ. Úi giời, bác chào hai con gà. Chào hai cháu. Sinh viên năm nhất hả? Dạ vâng ạ, cháu thấy bên mình còn phòng trống. Ừ đúng rồi, vào đây, hai đứa vào đây. Đấy, đẹp mê ly luôn. Sao khác ảnh trên mạng thế nhở? Hôm bác chụp thì trời hơi lạnh nên phòng nó co lại mà. Dạ, phòng này bao tiền một tháng ạ? Chỉ có 5 triệu thôi cháu ạ. Rẻ nhất khu này luôn. Thế phòng rộng bao nhiêu ạ? Rộng rãi lắm cháu ơi. Tận 8 mét vuông cơ. 8 mét vuông mà bảo rộng, chắc là tính cả chiều cao nữa ấy. Phòng không có nhà vệ sinh riêng ạ. Nhà vệ sinh thì dùng chung cháu ạ. Nhà vệ sinh chung thì có hơi... nhưng mà ít người dùng lắm. Chỉ có 20 phòng dùng chung thôi. Ê, phòng có điều hòa không ạ? Ui, cần gì điều hòa? Phòng này thoáng lắm. Mùa hè gió từ khắp nơi vào. Khắp nơi từ cái lỗ thông gió này hả bác? Đúng rồi, gió lùa vào mắt lặn luôn đấy cháu. Nhiều phòng còn không có đâu. À, thế còn máy giặt thì sao ạ? Có máy giặt dưới nhà đấy cháu. Ngon đấy, 50.000 một lần giặt nhá. Thôi, chịu khó giặt tay vậy. Còn wifi thì sao ạ? Cháu cứ ra quán cà phê đầu ngõ, mua ly cà phê 10.000 là dùng wifi thoải mái. Còn giá điện nước thì sao ạ? Nước thì 100.000 một khối. Nhà mình dùng nước đóng chai hả bác? Không, dùng nước giếng bình thường thôi cháu. Thế sao đắt thế ạ? Vì bơm nước lên thì phải dùng điện, mà điện thì 20.000 một số. Mấy chỗ khác có 3.000 thôi mà bác. Cháu nhìn xem, điện ở đây sáng gấp đôi chỗ khác, nên giá phải gấp 10 chứ. Bác ơi, nhưng mà khu này thì xa trung tâm, mà những 5 triệu thì hơi chát ạ. Mặc dù xa trung tâm nhưng lại rất gần nghĩa trang. Sinh viên thì cần sự yên tĩnh để học hành chứ cháu. Ô, chúng nó đâu mất rồi?